Xin được mến chào quý giả thân thương của quê hương đồng khởi Bến Tre. Chúng ta cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai. Trận thi đấu thứ hai trong khuôn khổ giải bóng đá X7 Tứ Hùng tranh cúp BHD Football Club năm 2023. Cặp đấu giữa Geno Small, đội bóng của anh Trường Chân Chất, cùng với đội phẩm Mali FC, đội bóng của anh Hoài Phong. Vâng, vậy là trọng tài đã cho hiệp thi đấu thứ nhất được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 thì các cầu thủ đến từ đội phẩm Mali sẽ thi đấu cho trang phục sắc xanh và bảo vệ khung thành bên phía tay trái anh Ba Nguyễn Phong. Cú dứt điểm đầu tiên của anh Ba. Rất quyết liệt. Về phía Geno Small sẽ thi đấu cho trang phục sắc trắng và bảo vệ khung thành bên phía tay phải theo hướng nhìn của quý giả và các bạn. Đường chuyền đã đi thẳng vào vị trí của Tu Thành ở phía The Farm Valley FC. Đó là thủ thành Kenny Liu. Anh Kenny Liu có tên đầy đủ là Tấn Liêm. The Farm Valley sẽ ra quân với anh thủ thành số 1, anh Kenny Liu. Trung vệ số 3 Tờ Rung, số 94 anh Trung Nhọn, số 26 đội trưởng anh Hoài Phong, số 10 anh Duy Anh, số 12 số 2 anh Trịnh Phú, số 99 anh Tờ Tờ, cùng với số 8 là anh Trung Kiên. Về phía đoàn quân General Small, đội bóng của anh Trường Chân Chắc sẽ mang đến trận đấu của chúng ta với đội số 7 đội trưởng anh Trường Chân Chắc, số 4 anh Lê Hải, số 24 anh Mộng Xe Va, số 15 anh Cao Tân, số 8 anh Thanh Trà, thủ thành số 36 anh Huy Gấu, cùng với số 10 đó là anh Khắc Khiêm, còn có biệt danh là anh Khiêm Gấu. Hàng phòng ngự của Geno Small đã kịp thời bóc lót cho nhau. Trước đó là anh tình huống trượt chân của anh KBB, mặt sân cũng tương đối trơn các bạn. Thời tiết ở trong trận đấu này được chuyển vào trong. Nguy hiểm. Wow, đã có bàn thắng mở tỷ số rất sớm ở trong trận đấu thứ hai của chúng ta dành cho các con chuyền súng đến từ The Farm Valley FC các bạn ơi. 1-0 dành cho The Farm Valley. Người vừa ghi bàn đó là Khánh An. Tiền đạo mang áo số 9 đã cho thấy được hiệu sức sàn bàn rất là tốt của mình ở mùa giải năm nay. Trong áo của The Farm Valley FC. Hôm nay thì The Farm Valley FC tiếp tục có sự phục vụ của một trong những siêu phủ thành phố Mỹ Tho, đó là anh Ba Nguyễn Phong các bạn. Trí Mùi. Được can ngang của Trí Mùi, anh Nguyễn KBB là người can thiệp. Trước trận đấu này đã diễn ra trận đấu đầu tiên, cặp đấu giữa BHD cùng với anh em FC, các chân sút của quê Tân Thạch. Anh em FC đã bị đối thủ và BHD dẫn trước trong hiệp đấu thứ nhất. Và Bình Lân Viên cứ ngỡ rằng là sẽ sớm nói là chia tay cùng với anh Anani, anh Tà Rung. Tuy nhiên thì ở trong hiệp đấu thứ hai, anh em FC đã có được 3 bàn thắng với một trận thắng lội ngược dòng. Anh Nguyễn Kha là người can thiệp. Đường chuyền dọc biên của anh Mộng Seva, một trong những trụ cột của Geno Small. Anh Lê Hải, Tà Rung là người che chắn anh Lê Hải. Kenny Liu, anh Nguyễn Kha chọn vị trí chính xác. Vẫn còn. Đây là anh Chuột Chân Chắc. Ở giải đấu lần này thì BHD Football Club, Geno Small, The Farm Valley FC cùng với NFC, bốn đội bóng của chúng ta đều là những khách hàng của đám bóng chính xác của anh Kenny Liu. Bốn đội bóng của chúng ta đều là những khách hàng thân thuộc của sàn NCT Football các bạn. Và sau đó thì anh Duy Candy đã thống nhất với chủ sân
NCT Football, đó là anh Công Thành, phối hợp tổ chức giải bóng đá ếch 7 Tứ Hùng, tạo ra sân chơi cho các anh em vào dịp cuối tuần nha các bạn. Anh Lê Hải, không phải chỗ chân chất, được đưa bóng vào trong. Đã có lỗi từ phía sau của anh Thanh Trà. Anh Trà có thể xem là mắt xích quan trọng phía hàng tiền vệ của Geno Smal, người sẽ tạo ra sự liên kết giữa cặp trung vệ Nguyễn Kha, anh Bồng Seva cùng với các chỉ xúc trên hàng tấn công, đó là anh Kim Gấu và anh Trường Chân Chất. Anh Thanh Trà pha mở bóng dành cho anh Bồng Seva. Anh Tà Rung đã cướp được bóng. Nhịp độ của trận đấu đã được đẩy nhanh hơn sau bàn thắng đến từ The Family FC. Mộng Seva, pha bóng lên dành cho anh Kenny Lou. Cú và phá bóng bằng đầu của anh Nguyễn Kha. Anh Nguyễn Kha đã cho rằng không có một hòn góc các bạn. Tuy nhiên trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Hoàng Triều, Hoàng Triều cũng vừa tham gia giải bóng đá U18 trên cúp báo thanh niên, một giải bóng đá cho học sinh sinh viên toàn quốc năm 2023 cùng với Hoàng Nam. Khiêm Gấu, Trí Mồi đã kịp thời phá bóng trong chân của Khiêm Gấu. Ở bên ngoài sân thì huấn luyện viên của NAFC đang đánh giá rất là cao về lực lượng của hai đối thủ ở trong cặp đấu này các bạn. Bởi vì NAFC sẽ góp mặt ở trong trận đấu diễn ra sau trận đấu mà các bạn đang theo dõi. Cú dứt điểm từ xa bằng chân phải của anh KBB. Anh Kim Gấu, tiếng giữa của Đào Phạm Mali đang mất dần về phía tay phía The General Small trong thời gian cuộc đấu thứ nhất. Sau khi Khánh An đã có được bàn thắng mở tỷ số. Hai đội bóng đang thi đấu rất là hấp dẫn các bạn. Sẽ là một quả ném biên dành cho General Small. KBB đã kịp thời lùi về, chưa có một tình huống phản công nhanh đến từ đoàn quân The Family. Anh Ba Nguyễn Phong vẫn đang trong thời gian hạnh phúc với một tình yêu của mình. Anh Tà Rung, khả năng một pha tranh chấp khôn ngoan của anh Lê Hải. Anh Lê Hải đã chủ động phá bóng và bóng đã trúng tay chuyền sút của đối phương. Không có gì phải quá căng thẳng hết Khánh An ơi. Đây chỉ là một giải đấu mang tính chất giao hữu cho các anh em chúng ta vào dịp cuối tuần thôi. Anh Lê Hải, Hoàng Triều đã có lỗi từ phía sau.
cùng với Hoàng Triều. Quả đá phạt nhanh, anh Thanh Trà, Kim Gấu, anh Ba Nguyễn Phong. Cú pha bóng của Nguyễn Kha. Vâng, những pha chạy chấp khá quyết liệt của Khánh An cùng với hàng phòng ngự áo trắng các bạn. Lẽ ra thì Jero Small nên chăm sóc cho anh Khánh An chu đáo hơn trước khi cầu thủ này mang về bàn thắng cho The Family. Nỗ lực đi bóng đến từ Công Minh. Chỉ số bảo số 13 ở trận đấu giao hữu trước khi giải đấu này diễn ra thì anh Công Minh cùng với anh Chí Tâm đã hoàn thành hàng phòng ngự của phía BHD rất là vất vả. Khánh An pha phạm lỗi của anh Nguyễn Kha các bạn. Các cầu thủ của chúng ta cần hạn chế những tình huống phạm lỗi vì thẻ phạt sẽ khiến cho cầu thủ vắng mặt ở vị trí ở trận đấu còn lại nha các bạn. Cho dù giành chiến thắng hay chưa chiến thắng ở trong trận đấu này thì chúng ta vẫn còn trận đấu thứ hai. Hoàng Triều, Võ Con, nỗ lực cứu bóng của anh Nguyễn Kha. Anh Ba Nguyễn Phong, lại là Nguyễn Kha. Hôm nay anh Kha BB thi đấu rất là tập trung. Cú đá đào của anh Công Minh chưa thể vượt qua được thủ thành Bắc Gấu. Tà Rung là người cắt bóng các bạn. Ở bên đây thì anh Tà Rung cũng theo sát anh chuột chân chắc giống như là hình với bóng. Trí Mồi đã cho rằng không có một tình huống phạm lỗi các bạn. Cùng với anh Lê Hải. Anh Lê Hải và Trí Mồi cũng có một lối thi đấu hào hào giống nhau. Hai cầu thủ thiên về sức mạnh nhiều hơn. Kim Gấu được trái bóng khá nguy hiểm của Kim Gấu. Tuy nhiên thì anh Kinilu cũng đã bằng ba người can thiệp trước khi mà chuyển xúc Thanh Trà có thể chạm vào đường chuyền. Một đường mở bóng rất chính xác dành cho Hoàng Triều. Anh KBB đã cắt bóng. Kim Gấu, anh Ba Nguyễn Phong đã kịp thời can thiệp. Anh Cao Bay sẽ là người thực hiện quả ném biên. Vâng, bây giờ thì Trí Mồi đã có được sự cổ vũ đến từ cổ động viên người đặc biệt. Và bàn góc tiếp theo dành cho Geno Small. Và dứt điểm bằng chân phải của anh KBB. Tuy nhiên thì cú bắt vô lê đã đi hơi chậm so với cầu môn khung thành của đội bạn. Công Minh, anh Công Minh nên khống chế bóng ở nhịp đầu tiên. Bóng đã đập đất và đổi hướng. Anh KBB, Thanh Trà, Kim Gấu, K
Cả Nàng cũng đã lùi về khá sâu để hỗ trợ với các người đồng đội. Đưa chuyền ra cho anh Chu Chân Chắc. Anh Ba Nguyễn Phong. Nguyễn Kha. Quả đá biên tiếp theo dành cho đội bóng của anh Chu Chân Chắc. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội bóng Mali FC. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội bóng Mali FC. Bàn thắng duy nhất được ghi ở trong hiệp đấu này đó là đến từ cầu thủ mặc áo số 9 Khánh An. Anh Kim Gấu. Nguyễn Kha. Bắt Gấu. Kim Gấu. Trí Mùi là người cắt bóng. Tuy nhiên thì Trí Mùi vẫn chưa thật sự hài lòng với pha xử lý vừa rồi. Đang có một anh Mộng, anh Mộng Seva đang có vẻ khá đau. Không có gì căng thẳng hết anh Khai. Các anh em của chúng ta cần phải cân nhắc sức khỏe mới là hàng đầu nha các anh em. Tờ Rung. Bác Gấu. Kim Gấu. La là một đường chuyền dài. Những đường chuyền dài không thật sự mang lại nhiều hiệu quả. Chứ khi mà chấn giữ khung thành của đội phẩm Bali đó là anh Kevin Lu, một trong những thủ môn có chiều cao rất là tốt. Xin chào anh Bùi Hải đến từ Optic FC. Xin chào anh Tăng Hà. Xin chào anh Kai Otis. Tờ Rung. Hoàng Triều. Anh Nguyễn Kha đã cắt bóng. Lợi thế. Bây giờ thì trọng tài đã cắt còi các bạn. Trước đó thì anh Nguyễn Kha đã bị đau, nhưng mà trọng tài chính đã cho đội bóng này được lợi thế. Trận đấu sẽ được tiếp tục các bạn. Khả Năng là người tiếp bóng. Bóng đã đi ra ngoài. Nguyễn Kha. Lê Hải.
Chí Tâm, Công Minh. Cú dứt điểm thẳng của Chí Môi. Thủ môn Bác Gấu vừa có một phản xạ tuyệt vời cứu thua cho Jonas Small. Wow! Đã có bàn thắng dòng đội cách biệt dành cho The Family FC. Một siêu phẩm đã được tạo ra tại sân CT Football các bạn. Người vừa ghi bàn đó là Hoàng Triều. Một cú cửa lòng kỹ thuật bằng chân phải của chuyền sút đến từ The Family FC. Đã nâng tỷ số thành 2-0 dành cho đội bóng của anh đội trưởng Hoài Phong. Anh bóng Seva. Chúng ta cùng xem lại tình huống trước đó. Một bàn thắng đến từ Hoàng Triều. Những hình ảnh quý vị và các bạn đang theo dõi được phát trực tiếp tại sân CT Football, xã Tô Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Trận thi đấu thứ hai, anh Chuột chân chất không mà dễ dàng cho anh Chuột. Người theo sát anh Chuột trong tình huống vừa rồi đó là trung vệ Tờ Rung. Anh Nguyễn Kha. The Family chưa tung con át chủ bài của mình, đó là anh Quốc Đạt đến từ nhà đẹp Quốc Đạt, mà đội bóng này đã có được lợi thế các bạn. Có lẽ anh Quốc Đạt sẽ được cắt vào trận đấu diễn ra tiếp theo. Có thể anh sẽ góp mặt ở trong trận chung kết. Con át chủ bài đến từ quê hương thành phố. Khả năng. Tờ Rung. Tình huống phá bóng của trung vệ đến từ Family. Chúng ta cùng chờ đợi xem tình huống tác động từ phía sau các bạn. Sau khi phải nhận hai bàn thua thì Jonas Small vẫn chưa có sự thay đổi nào ở trong đội hình. Trí Mồi. Xin cảm ơn anh Tường An. Vậy là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã bị gieo sầu bởi Indonesia với cách biệt là 3-2 các bạn. Anh Kim Gấu, mặc dù Indonesia đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ từ phút 60. Nhưng mà chúng ta vẫn còn cơ hội ở trận tranh hạng 3, mang về tấm huy chương đồng cho đoàn Việt Nam ở giải SEA Games năm nay. Tình huống bánh mì kẹp thịt của Trí Mồi cùng với Khánh An. Với cầu thủ mang áo số 13 đó là anh Chỉ Được. Sự thay đổi người. Khả năng đã được cho ra nghỉ. Anh anh Khắc
Lukaku sẽ là người vào thay. Phía đội Family FC các bạn, nãy giờ bình luận viên mới nhớ tên của anh Kha, tại vì hôm nay anh Kha mặc chiếc áo không có số các bạn. Tuy nhiên thì anh Kha có thể xem là một trong những tiền đạo thi đấu với một phong độ ổn định ở mùa giải năm nay phía The Family. Ở trận đấu trước BHD thì anh Kha Lukaku đã không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo cho các người đồng đội, đặc biệt là anh Chí Tâm và anh Công Minh. Trí Mồi. Vâng, vậy là trọng tài đã chờ đấu thứ nhất được kết thúc. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về The Family. Xin hẹn gặp lại các bạn trong mấy phút nữa.
Chúng ta cùng trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên thì đội phẩm Mali đang tạm dẫn trước Geno Smart với tỷ số là 2-0. Xin chào anh Hoàng Thanh, xin chào chị Mai San. Xin chào chị Kim Tiên, xin cảm ơn anh Bùi Hải. Xin chào anh Nguyễn Hoài Phong. Trọng tài đã cho hiệp đấu thứ hai để bắt đầu. Ở trong đấu thứ hai thì đội phẩm Mali FC sẽ tiếp tục thi đấu trong trang phục sắc xanh và bảo vệ khung thành bên phía tay phải theo hướng nhìn của quý vị các bạn. Về phía Geno Smart. Đang có một chân sút của Geno đội phẩm Mali bị đau. Hôm nay thì đội phẩm Mali FC đã không có sự góp mặt của đội trưởng anh Nguyễn Hoài Phong các bạn. Tuy nhiên anh Nguyễn Hoài Phong vẫn đang vâng, anh Nguyễn Kha đang có đồ tâm lý cho hai thủ môn, hai trọng tài chính các bạn. Anh Nguyễn Kha thì thi đấu rất là nhiệt huyết nhưng mà người anh này khá thân thiện. Cú dứt điểm bằng chân trái không phải là chân thuận của anh Nguyễn Kha. Trí Môi, đường chuyền hay của Trí Môi. Anh Kha Lukaku đã bị ngã, anh Kha Lukaku đã cho rằng có một tình huống tác động cùng với mình sau khi cầu thủ này bị ngã các bạn. Anh chuột chân chắc đội trưởng của Geno Smart đã thi đấu quyết tâm trong hiệp đấu đầu tiên. Anh Công Minh, anh Chí Tâm, sự có mặt của anh Chí Tâm sẽ giúp cho pha dứt điểm hơi mạnh bằng chân trái của Trí Môi. Tuy nhiên đó là một pha xử lý cũng khá hay. Có lẽ với pha xử lý như vậy thì ban ghế huấn luyện sẽ sớm tung con ác chủ bài anh Quốc Đạt vào sân thôi các bạn. Anh Quốc Đạt luôn mang về những bàn thắng quý giá. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý tình huống quạt bóng hiệu quả của Trí Môi, nhưng mà cú dứt điểm thì Trí Môi cần phải chỉnh lại thức ngắm. Cú dứt điểm tiếp theo là của Công Minh. Anh Công Minh đã bị ngã nhưng trọng tài xác định không có lỗi. Ở giải đấu tứ hùng lần trước thì anh Quốc Đạt cũng đã mang về bàn thắng trong trận chung kết, giúp cho Wrecker FC vươn lên chiếc cúp vô địch của giải đấu tứ hùng diễn ra tại sân này Sân Tây Football. Không biết rằng lần này anh Quốc Đạt có tiếp tục tỏa sáng hay không các bạn. Chúng ta cùng chờ đợi sau khi anh Quốc Đạt được tung vào sân nha các bạn. Hoàng Triều, Hoàng Triều đã cho rằng có một tình huống tác động cùng với mình. Tuy nhiên thì Hoàng Triều đã cài người trước đó các bạn. Hoàng Triều và Trí Mồi đều là những cầu thủ trưởng thành ở lò đào tạo Starkid. Sau khi anh Công Thành về thăm quê hương thì trung tâm học tập đất cộng đồng Starkid sẽ sớm hoạt động trở lại. Không vào. Một pha đá phạt khá nguy hiểm của Trí Môi. Nếu như mà có cầu thủ nào chạm vào được bóng thì rất nguy hiểm, sẽ là rất dễ dẫn đến bàn thắng các bạn. Cơ hội dành cho đội quân áo trắng Geno Smart. Mộng Seva, đây là Thanh Trà. Sau khi anh chuột chân chắc được ra nghỉ thì ban đội trưởng phía Geno Smart cú dứt điểm bằng chân trái hơi mạnh của anh Tà Rông. Anh Tà Rông với Trí Mồi đúng là chân của các trung vệ thôi các bạn.
Sĩ Đợt, anh Sĩ Đợt đang gặp khá nhiều khó khăn trước việc trước lối chơi Resin. Anh Chí Tâm đã bị phạm lỗi từ phía sau. Người vừa phạm lỗi đó là anh Sĩ Đợt. Một chiếc thẻ vàng dành cho pha phạm lỗi vừa rồi. Sẽ là một quả đá phạt dành cho bên ngoài sân thì anh Di Candy đang bàn với anh Tường An cho chuẩn bị cho giải đấu sắp tới các bạn. Không được, sẽ là một pha phóng lên dành cho thủ thành Bắc Gấu. Anh Mộng Seva. Anh Thanh Trà. Chí Tâm. Anh Chí Tâm lại bị phạm lỗi nữa các bạn. Những tình huống tót xuống của anh Chí Tâm là rất nguy hiểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Anh Mộng Seva là người phạm lỗi cùng với Chí Tâm. Hoàng Triều cùng với anh Công Minh sẽ là người đứng trước quả đá phạt. Có khả năng Hoàng Triều sẽ thực hiện quả đá thẳng. Không vào. Cú đá hơi cao của Hoàng Triều. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì Hoàng Triều đã có được siêu phẩm dành cho mình. Góc sút còn xa hơn góc sút vừa rồi các bạn. Tà Rung. Anh quả đá phạt lên và tranh chấp giữa Hoàng Triều cùng với anh Nguyễn Kha. Anh Kai Ostis đã có lời nhắn nhủ là đá bóng giúp cho anh em từ xa lạ thành quen biết và có tình cảm đáng quên. Xin cảm ơn anh Kai Ostis. Công Minh. Trí Mồi đã phạm lỗi cùng với anh Sĩ Được. Từ đầu trận cho tới bây giờ thì anh Sĩ Được đang gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi Redshin của các chuyển xúc đến từ The Family. Anh là Sĩ Được thiên về kỹ thuật nhiều hơn các bạn. Góc đá phạt cũng tương đối phù hợp với cái chân phải của anh KBB. Anh Thanh Trà. Quả đá phạt của anh Thành Trà sẽ mang về quả một góc. Nỗ lực của anh Tiến Công. Chuyển xúc vừa mới được tung vào sân phía General Small. Chị Kim Tiền đã có lời nhắn là phá với Lê FC cố lên. Xin cảm ơn chị Kim Tiền. Anh Thư Nguyễn cũng đã được tung vào sân. Sự có mặt của anh Thư sẽ củng cố sức mạnh thành lan cánh phải. Một đường chuyền sai địa chỉ. Cú vào! Một bàn thắng vô cùng đẹp mắt đến từ Đà Phạm Lê FC. Bàn thắng này sẽ nâng tỷ số thành 3-0 dành cho đội bóng của anh Nguyễn Hoài Phong các bạn ơi. Bàn thắng vừa rồi sẽ được ghi cho anh Kha Lukaku. Anh Kha Lukaku chỉ mới vào sân hiệp 2 mà đã có bàn thắng các bạn. Bình Lân Duyên đã
rất tin tưởng tiền đạo chủ chốt của đội phẩm Mali, giống như là ở trận đấu cùng với BHD. Trí Mồi trước đó là cũng phải nhắc đến công lớn của Hoàng Triều. Hoàng Triều đã thực hiện một đường chuyền có điểm rời rất là chính xác như đặt vào đầu của anh Kalukaku. Tiến công Nguyễn Kha, anh Thư Nguyễn, anh Chí Tâm. Anh Chí Tâm cũng giống như là anh Sĩ Đường, bị sự chăm sóc chu đáo của các trung vệ đối phương. Hai tiền vệ của chúng ta rất khó để thực hiện những tình huống xử lý bóng kỹ thuật. Anh Thư Nguyễn, anh Thư Nguyễn thực hiện đường chuyền hay dành cho anh Thanh Trà. Anh Thanh Trà, anh Tà Rung đã đeo bám cho tới cuối cùng các bạn. Sau khi theo dõi tuyển Việt Nam và Indo thì bây giờ cậu Tư và anh Thế Hiển đang theo dõi trận đấu của chúng ta các bạn ơi. Tà Rung, trọng tài xác định không có lỗi. Vâng, một pha thải bóng hơi khó cho Hoàng Triều. Hoàng Triều phải đôn và là mới dí được tấm bóng vừa rồi các bạn. Không có lỗi. Quân đi ba đi à, không vào. Anh Minh Trung cũng phải đích thân vào sân để xem cầu thủ của mình có thể thi đấu được hay không các bạn. Một chiếc thẻ vàng dành cho Trí Mồi và cũng đã có cái bắt tay phạm lầy của anh Nguyễn Kha. Và Trí Mồi cùng với anh Chí Tâm, anh Chí Tâm và anh Nguyễn Kha đều là những người con của quê hương Bình Đại. Trận đấu sẽ được tiếp tục các bạn, tỷ số đang là 3-0 nghiêng về đội phẩm Mali. Người ghi bàn thắng đầu tiên đó là Khánh An, sau đó thì Hoàng Triều với siêu phẩm bằng chân phải đã nhân đôi cách biệt. Và trong hiệp đấu thứ hai thì anh Hoàng Triều đã kiến tạo cho anh Kalukaku thực hiện quả đánh đầu chéo góc hạ gục được thủ thành Bát Gấu. Anh Công Minh đã được cho ra nghỉ các bạn. Theo thông tin của anh Công Minh thì anh Hoài Phong đã gặp phải một chấn thương cũng tương đối nặng nên đành ngồi chơi xe nước ở nhà coi live stream mấy anh em thi đấu đã ghiền. Vâng, các anh em của đội phẩm Mali cũng đã ăn mừng với chiếc áo của đội trưởng phía đội bóng của mình. Một hành động rất là ý nghĩa. KBB, tình huống đánh đầu trả bóng về của anh trung vệ KBB. Thanh Tra, xin cảm ơn Trường Vidit. Xin hẹn gặp lại anh Quốc Đạt vào ngày mai nữa các bạn. Hoàng Triều được chọt khe, kịp không? Anh tiến công. Đây là anh Thư Nguyễn. Anh Thư Nguyễn đã hoán đổi vị trí cùng với anh Quân Đi Maria. Bây giờ dù chân chắc với Tùng Minh, Quân Đi Maria vô sân các bạn. Lẽ ra anh Quân nên được vào sân sớm hơn mới có thể chống chọi với anh Chí Tâm. Anh Chí Tâm đã thi đấu quá xuất sắc ở trong trận đấu và cả trận đấu này. Anh Kalukaku sẽ được cho ra nghỉ. Duy Anh sẽ là người vào thay, tiền vệ mang áo số 10. Anh Chí Tâm đã cướp được bóng các bạn ơi. Anh Chí Tâm khoảng trống, không vào. Mém tí nữa đã có bàn thắng dành cho đội phẩm Mali sau pha dứt điểm đến từ anh Chí Tâm. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm bằng chân phải, bóng đã trúng vào sàn ngang khung thành. Một số anh em cũng phải đi làm rất vất vả nguyên ngày hôm nay và cũng đã tiếp tục thi đấu không hề có thời gian nghỉ ngơi hồi phục nào các bạn. Chúng ta phải dành lời ngợi khen cho tinh thần chiến đấu kiên cường của mấy anh em, đặc biệt là anh Công Minh các bạn, Lê Công Minh của đội phẩm Mali.
Phải nói là tình yêu bóng đá vô cùng to lớn. Cú dứt điểm thẳng đến từ Trí Mồi. Hôm nay Trí Mồi đã rất chịu khó dứt điểm. Và anh Tà Rung đó các bạn. Tuy nhiên thì hai cầu thủ này là niềm lo lắng cho chủ sân nhiều hơn là bàn thắng. Anh Nguyễn Kha đã có một tình huống tranh chấp của anh Nguyễn Kha cùng với anh Duy Anh. Không có gì phải căng thẳng anh Nguyễn Kha ơi. Vâng, vậy là hôm nay anh Quy đen thôi không thi đấu các bạn. Nãy giờ bên đơn viên có lẽ là ở trận đấu trước anh Quy thi đấu ở góc hơi xa nên bên đơn viên chưa kịp thời nhận ra anh Huy da đen. Anh Huy đen thôi chứ. Quyền Guni Maria. Tuy không có mặt anh Huy đen thôi nhưng mà đã phẩm Ali cũng có được thế trận lấn lướt với bằng chứng là đã có được 3 bàn thắng. Phạm Mê Ly đã thiếu vắng đi anh Hoài Phong rồi cả anh Huy Đen Thôi đó các bạn. Mà vẫn không giảm đi sức mạnh khi mà đá bóng này vẫn còn anh Lê Minh. Anh Thư Nguyễn. Anh Sĩ Được. Anh Sĩ Được phải thi đấu thoải mái hơn anh Được ơi. Anh Tây Tây cũng không được đá luôn. Cây hài của đội Phạm Mê Ly. Các bạn có thể xem lại những video vô cùng hài hước của cặp đấu BHD và Đà Phóng ở đây các bạn. Anh Nguyễn Kha. Sau những giây phút căng thẳng thì chúng ta phải có phòng giải trí thôi. Kenny Lou vào bóng chính xác. Anh Trí Mồi. Hôm nay Trí Mồi đã quán xuyến rất là tốt ở cô bên lan cánh phải. Theo nhận xét của anh Minh Trung, huấn luyện viên trưởng của Đà Phẩm Bali. Một cú phá bóng chính xác của anh Kim Gấu. Có thể trong thời gian còn lại thì huấn luyện viên trưởng Minh Trung Trần sẽ có sự thay đổi về nhân sự khi mà đá bóng này đã có một lợi thế tương đối an toàn. Thời gian cũng đang đứng về phía Đà Phẩm Bali. Có lẽ trong trận đấu này sẽ không cần tung con ác chủ bài Quốc Đạt nhà đẹp của thành phố đâu các bạn. Anh Quốc Đạt chỉ để dành cho trận chung kết mà thôi. Anh Chí Tâm. KBB. Anh KBB nên thi đấu thoải mái anh Khai. Anh Tiến Công. Thanh Trà. Anh Quân Đi Maria. Duy Anh là người can thiệp. Anh Kenny Lu. Anh Thanh Trà. Đội trưởng của Geno Smau ở trong đấu thứ hai. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì băng đội trưởng đã được trao cho anh là Chuồng Chân Chắc. Anh Quân Đi Maria. Anh Quân Đen Thu đã có lời ngợi khen cho em cameraman bên Nhật mới chụp gol ở trận trước mà quay lại quay phim. Không vào. Cú chỉ để bằng chân trái của anh Quân Đi Maria. Đường chuyền dài của anh Tần Rung. Anh Sĩ Đợt. Anh Sĩ Đường đang có vẻ mất tự tin các bạn. Hoàng Triều. Anh KBB. Tình huống phá bóng chưa thật sự dứt khoát. Nhưng mà cuối cùng thì anh KBB cũng đã. Hoàng Triều đã bị đau. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm trước đó. Trận đấu sẽ được tiếp tục các bạn. Anh Thư Nguyễn. Duy Anh. Wow!
Xin chào Nguyễn Trọng Nhân. Xin cảm ơn anh Kai Austin. Trận đấu sẽ được tiếp tục các bạn. Và trái bóng dành cho anh Sĩ Đường. Anh Sĩ Đường sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc. Vì anh là người cắt bóng. Nguyễn Kha. Anh Tiến Cao. Trí Mồi. Tốc độ của Trí Mồi. Không vào. Bạc Cấu đã chiến thắng ở trong tình huống vừa rồi. Sĩ Đợt. 4-3. Thanh Trà. Cửa lê đội hình của Đà Phẩm Mali được giữ rất tốt. Thật sự là Jonas Mao đã không tìm ra được nhiều khoảng trống ở trong trận đấu này kể từ hiệp đấu thứ nhất cho tới hiệp đấu thứ hai. Bây giờ thì con Ác Châu Bài, Nhà Đẹp và Quốc Đạt đến từ thành phố sẽ chuẩn bị được tung bài sân các bạn. Một trong những cầu thủ được sự tin tưởng của anh Minh Trung Trần rất là nhiều. Anh Quốc Đạt sẽ vào thay cho Trí Mùi được ra nghỉ. Điều chuyện hay sau. Anh ta đâu? Làm gì đây? Anh Wunima, anh Wunima đi à? Đây là anh Thanh Trà. Rất hay. Nguyễn Phú. Nguy hiểm. Không vào. Thủ thành Bác Gấu lại vào nửa cứu thua. Nếu như cơ hội đó thuộc về anh Công Minh thì đã khác rồi các bạn. Vẫn còn. Xin cảm ơn anh Đăng Đờ Co. Một trong những cầu thủ cũng có khiếu hài, khá hài hước. Tà Rung. Quân đi ba đi à. Chúng vậy Phi Áo Xanh đã kịp thời thu hồi bóng trở lại. Chí Tâm. Anh Chí Tâm đã hơi lưỡng lự khiến cho chỉ số của đội phường đã phá bóng trong chân của mình. Dứt điểm. Chưa thể vượt qua được anh Kenny Lu. Cả hai thủ môn Macanello và Bác Gấu đều thi đấu rất là hay. Tuy nhiên thì các chân sút trên hàng công của Đà Phẩm Mali đã có những bàn thắng không tưởng các bạn. Như là bàn thắng của Hoàng Triều cùng với cú đánh đầu chéo góc của anh Kalu Kaku. Vẫn còn. Sẽ là một quả ném biệt. Sẽ cảm ơn Quỳ Đen Thôi. Quỳ Đen Thôi không thi đấu mà góp phần tấu hại bên ngoài sân. Cú dứt điểm hơi cao đến từ Jonas Mao.
Jerosimao cần phải tận dụng tốt các cơ hội dành cho mình. Thật sự là quá hiếm cơ hội trong trận đấu này các bạn ơi. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm vừa rồi đến từ anh Tiến Công, trung vệ mang áo số 16. Đây là anh Tarun. Nguy hiểm của dứt điểm từ xa của anh Tarun. Khả năng ra chân ở cự ly dài của cầu thủ này là rất là tốt các bạn. Anh Nguyễn Kha sau khi có bàn thắng đã được cho ra nghỉ. Không biết là trong thời gian nghỉ giữa giờ thì anh Nguyễn Kha có phục vụ văn nghệ với bài hát cây đu đủ của mình hay không. Chỉ được. Không được, đường truyền đã bị anh Tiến Công đón được. Anh Thanh Trà. Jeno Smile cho chúng ta thấy được là đội bóng này không có từ bỏ cuộc. Anh Thư Nguyễn. Không được. Cú dứt điểm hơi lành của anh Thư Nguyễn. Chưa thể chiến thắng định Kenny Lou các bạn. Nếu như là anh Trường Vy Đích thì sẽ có bàn thắng rồi. Ở cơ lì như vậy, anh Quân Di Maria. Cú cửa lòng bằng chân trái văng về là trọng tài đã thổi nồi còi kết thúc trận đấu thứ hai. Đây, tỷ số là 4-0, nghiêng về đội phẩm Bali. Xin hẹn gặp lại các bạn ít phút nữa.